cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người giống như mồ mả tôi vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người xây mồ trên các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: Nếu như chúng ta sống vào thời các tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy, các người tự chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ, thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, giữa những giá trị ở bên ngoài và những giá trị ở bên trong, nó cần phải có sự tương hợp. Nếu như tìm đánh bóng những cái giá trị ở bên ngoài mà không thực chất, không thể hiện những giá trị thực ở trong tâm hồn, thì Chúa Giêsu gọi đó là đạo đức giả. Chỉ tìm kiếm những cái ở bên ngoài, đánh bóng những cái ở bên ngoài, tô điểm những cái phụ thuộc, nhưng thực chất lại không có. Thậm chí không chỉ là nói dối, mà nâng cấp lên thành lừa dối. Và hơn thế nữa, có những cái âm mưu gian ác được che đậy bằng những dáng vẻ đẹp ở bên ngoài. Chúa Giêsu mời gọi mỗi một người chúng ta qua câu chuyện của Tin Mừng ngày hôm nay. Ngài không chỉ nói những người đạo đức giả ở trong nhóm người Pha-ri-sêu và kinh sư đâu, mà Ngài đang muốn nói với mỗi một người chúng ta. Và chúng ta cũng hãy tự chất vấn mình mỗi ngày: tôi có thực chất để sống với cái tâm của tôi không? Và trong cuộc sống tôi chăm chút cho những cái giá trị nào? Và đâu là những giá trị căn bản trong cuộc đời của tôi? Đâu là cái thang giá trị để tôi lựa chọn và tôi sống? Vào một buổi sáng, lãnh đạo bệnh viện đến gặp các tu sĩ đang tham gia tình nguyện viên trong bệnh viện của mình và nói với họ rằng: Hiện nay đang có một số tử thi chết không có người thân, và bây giờ đang phải trong phòng lạnh chờ tới lượt mới được đem đi. Chúng tôi cảm thấy thiếu thốn, chúng tôi cảm thấy cần thiết một điều gì đó, và chúng tôi mời gọi các tu sĩ đến với họ. Thiếu cái gì, cần cái gì trong cái lúc này? Thiếu cái gì và cần cái gì quan trọng nhất? Cái giá trị nào là cốt lõi nhất? Khi kết thúc cuộc đời không có người thân, không còn nghi thức, không còn những giá trị mà bình thường chúng ta ai cũng mong đợi. Giáo hội dạy cho chúng ta rằng khi xác của con người đã chết thì cái hồn người không chết, hồn người không hư hoại, hồn người bất tử. Và chính hồn người là những giá trị tinh anh còn lại cho cái cuộc sống của một con người. Và nếu như chúng ta sống, mỗi một người chúng ta bao gồm cả xác và hồn, cái xác thì nó dễ cảm nhận hơn, cái xác thì chúng ta dễ dàng chăm chút nó hơn, chiều chuộng nó hơn, đánh bóng nó nhiều hơn. Và thậm chí
Có những người chủ trương chỉ lo cho cái xác mà không lo cho cái hồn, chỉ lo cho cái xác mà không lo cho những giá trị tinh thần, chỉ lo đánh bóng những chuyện ở bên ngoài, và thậm chí dùng những cái bên ngoài để che đậy những điều xấu xa ở bên trong tâm hồn. Điều đó cần phải được thanh luyện, điều đó cần phải được làm mới, điều đó cần giúp cho mỗi một người chúng ta thấy đâu là cái giá trị cho cái ngày sống của mình. Khi đòi hỏi chúng ta phải cách ly vì dịch bệnh, chúng ta không được ra ngoài một cách bình thường như mọi lần. Mọi lần thì thích là đi, muốn là ra, nhưng bây giờ không thể, và chúng ta phải lựa chọn ra với mục đích nào. Mỗi một ngày sống, chúng ta có thể ăn uống nhiều thứ mình thích, chúng ta có thể lựa chọn nhiều thứ mình mong đợi, nhưng đến lúc cách ly và trong mùa dịch bệnh này, đâu là cái giá trị quan trọng nhất, đâu là những món ăn cần thiết cho sức khỏe nhất, đâu là cái thời gian cần phải sắp xếp một cách khoa học nhất, tối ưu nhất. Có thể trong cuộc sống chúng ta không dễ dàng thống nhất với nhau đâu là cái giá trị quan trọng nhất. Cũng có thể chúng ta không dễ dàng đồng ý với nhau đâu là cái mặt hàng nhu yếu quan trọng, đâu là những cái cần thiết nhất. Người ta kể chuyện vui, tại chốt nhiều người phải dừng lại và được hỏi rằng: anh có chở mặt hàng thiết yếu không? Một anh quay lại nhìn bà xã đang ngồi ở đằng sau, và nhìn sang bên kia thì thấy có một anh khác đang chở một con heo để đi làm thịt cho dân chúng ăn trong mùa Covid. Anh ấy được đi bởi vì anh ấy chở mặt hàng thiết yếu. Trong cuộc sống thường ngày, bố mẹ, vợ chồng, con cái trong một gia đình nhiều khi không dễ dàng thống nhất đâu là cái giá trị thiết yếu nhất. Thế nhưng đứng trước cái chết, lúc đó đem theo được gì, chọn lựa được gì, và ai sẽ là người quyết định cho mình trong cái chuyến đi mà không biết đi về đâu. Lúc đấy cái thiết yếu nhất, quan trọng nhất cuộc đời của con người là gì? Và nếu như lúc đó mới tìm kiếm câu trả lời thì hỏi rằng có kịp không? Khi đi cách ly, khi phát hiện ra mình F0, mới tìm kiếm đâu là cái giá trị đời người quan trọng nhất, có kịp không? Những ngày cách ly, có lẽ chúng ta có nhiều thời gian hơn, và dù muốn dù không, chúng ta cũng bắt buộc phải lựa chọn một cái giá trị nào đó quan trọng nhất. Và chính yếu tố đó đang thức tỉnh mỗi một người chúng ta, và đặc biệt các bạn trẻ, phải tìm kiếm, lựa chọn cái hướng đi vào cuộc đời của mình trên những giá trị căn bản nào, và phải làm sao nắm bắt được những giá trị căn bản cốt lõi trong cuộc đời của mình. Và khi nắm bắt được giá trị cốt lõi trong cuộc đời của mình thì những cái giá trị khác, những niềm vui khác, những ước mơ khác tự nó sẽ đến, và nó có thể được chọn hay không được chọn, không đánh mất đi cái định hướng căn bản của cuộc đời con người. Cái hồn của con người cần phải được thể hiện bằng những việc làm tốt đẹp ở bên ngoài. Cái hồn của con người cần phải được chăm sóc để làm sao cho con người tôn trọng những giá trị của cái tâm chân thật, tôn trọng cái tiếng nói của lương tâm để biết sống và sống hài hòa với nhau. Thánh Louis mà chúng ta mừng lễ hôm nay là hoàng đế của nước Pháp ở thế kỷ 14. Ngài cũng có một thời gian mà cái xã hội lúc đó lâm vào dịch bệnh. Và trong cái thời gian dịch bệnh đó, Ngài chăm sóc cho gia đình của mình, Ngài lo cho các thái tử và mời gọi các người con của mình hãy biết quan tâm tới những yếu tố nền tảng của gia đình. Hãy trở về với gia đình và chăm sóc cho nhau. Hãy biết cách đón nhận nhau, cả những cái tốt và những cái xấu.
những ngày cách ly phải ở nhà, phải gặp gỡ nhiều hơn, phải đụng với những người thân nhiều hơn. Có lẽ mệt, có lẽ chán, và cũng có lẽ cũng có nhiều khó khăn. Nhưng không sao, bởi vì chính trong những cơ hội đó ta biết chăm sóc và tìm kiếm cái giá trị nền tảng quan trọng nhất của cuộc đời và của cả gia đình chúng ta. Không những thế, Thánh Louis còn là một hoàng đế minh quân. Ngài cai trị dân bằng cái tâm, bằng cái lẽ, và nhất là tìm kiếm thiên mệnh, tìm kiếm thánh ý Chúa để làm sao vực dậy một dân tộc, để làm sao giúp cho con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, xác định đâu là cái giá trị quan trọng, ưu tiên cốt lõi của cuộc đời mình. Mừng lễ Thánh Louis trong mùa dịch là chúng ta đánh thức tâm hồn của mỗi một con người, và đặc biệt là các bạn trẻ, để biết tìm kiếm đâu là cái giá trị, để biết tìm kiếm và lập lên một cái thang giá trị trong cuộc đời. Tôi sống và tôi dựa trên những ưu tiên nào, và đâu là cái ưu tiên tôi không thể bỏ. Ưu tiên mà người Công giáo được mời gọi để chăm sóc cho cái hồn của con người xuyên qua tất cả những thách đố của cuộc sống, và làm sao để làm sáng lên cái vẻ đẹp của một con người tự do, chân thành, biết đem và tìm kiếm những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống, và biết phục vụ nhân loại, biết cống hiến cho người khác, biến cống hiến cho cộng đồng những giá trị cao quý để làm nên những nét đẹp trong cuộc đời của chúng ta, cùng với các dân tộc của mọi nơi trên thế giới. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, chúng ta cầu nguyện cho những người có trách nhiệm đang quyết định cầm cân nảy mực để đẩy lùi dịch bệnh, biết tìm kiếm đâu là cái giá trị chân chính, biết tìm kiếm đâu là cái tâm chân thật, và biết cùng nhau xây dựng thế giới này trong nét đẹp của tình yêu thương, trong những giá trị mà con người cao quý hướng về, và nhất là biết để cho tình yêu của Thiên Chúa đi vào cuộc đời của mỗi người chúng ta nhiều hơn. Amen.